Bài câu 31 Tanaka nói là Kesa kara skoshi kaze nanda Yamashita nói là gì đây? Dạ hayaku kaete ni ta hoga ii yo. Là gì đây nhỉ? Từ sáng ấy đúng không? Từ sáng thì bị cúm đúng không nhỉ? Một chút. Đấy, bị cảm một chút. Thì mấy đúng mọi người? Ichiban. Ichiban. Ichi là gimi đúng không? Gimi có nghĩa là gì nhỉ? Kaze gimi là cảm thấy. Hơi hơi đúng không? Ờ. Nó là mang nghĩa là hơi hơi nhé, trong tiếng Việt nó là hơi hơi sốt ấy, hơi hơi cảm, đúng nhỉ? Hơi hơi gầy. Tại sao không phải là gachi? Gachi mang nghĩa là gì mọi người? Thường hay có xu hướng. Thường có xu hướng. Gachi mang nghĩa là thường có xu hướng, nó diễn tả một quá trình lâu dài chứ không phải là gì nhỉ? Trong một thời điểm là sáng, từ sáng được. Nên là không thể là gachi này. Darake là gì mọi người? Toàn là toàn là những điều không tốt đằng trước đúng không? Loại nhá. Và poi là gì? Giống giống như rất là nhiều cách dùng đúng không? Poi là màu gì đấy nhỉ? Màu đây. Nói lại một chút về poi này, ví dụ dùng cho màu thì nó là cái màu nó hơi hơi, ví dụ như là sirop poi đúng không? Là màu gì? Trắng, hơi trắng. Là màu 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 trắng trắng. Màu trắng trắng, đúng rồi, trong tiếng Việt là màu trắng trắng đấy. Sirop poi nhá, tiếp theo tính cách nhá. Wasure poi đúng không? Wasure poi là gì? Hay quên. Wasure poi là người hay quên, đúng rồi. À, tiếp theo chúng ta có gì nhỉ? Chúng ta có mizupo là gì mọi người? Mizupo là gì? Như nước lọc. Như nước lã đúng không? Ví dụ dùng cho món ăn đúng nhỉ? Loãng như nước lã này. À, kodomopo là gì? Như trẻ con. Như trẻ con đúng rồi, như con nít nhá. À, yasupo là gì? Yasukmoi. Yasupo là gì nhỉ? Không chỉ hát hay mà Ngọc Hoa còn có chức có cái tài năng tấu hài. Rất là nên tham gia showbiz sau khi kết thúc đơn hàng thực tập sinh. Em nghe sensei phát âm như vậy mà. Yasupo đúng nhỉ? Yasupo là có vẻ rẻ tiền nhé mọi người nhá. Yasu là nó rẻ tiền hẳn đã rồi nhưng Yasupo là có vẻ như thế. Rồi, không hợp lý. Câu 32. Darake là chị em quên chưa? Darake là toàn là. Phía trước là những điều không tốt, ví dụ như là Miss Darake. Hokori Darake. Câu 32 này. Anansa nói câu như sau. Tsugi no shiai wa yushiu koho doshi no taiketsu desu. Nani ni dochira ga katsu no deshou ka? Biên tập viên nói là gì đây nhỉ? Trận đấu tiếp theo ấy sẽ là trận so tài giữa gì đây? Các ứng cử viên của chức vô địch. Nào, đáp án mấy mọi người? 4 à? 4, tại sao lại là 4 các bạn? Rốt cuộc thì đội nào là đội chiến thắng? Đúng rồi, rốt cuộc là đúng không nhỉ? Đấy. Trước mặt mọi người ấy, thì lịch sự sẽ là rốt cuộc là đội nào sẽ thắng đây? Còn dịch gọi là tục thì sẽ là đội quái nào sẽ thắng đây? Nhá. Cái từ itai nó có cái chức năng như vậy, rốt cuộc hoặc là quái. Đúng nhỉ? Thì nó sẽ đi với gì các bạn? Nó đi với lại gimonshi, nó đi với nghi vấn từ. Cái từ doshira là nghi vấn từ này. Đấy. Và đi thêm với câu hỏi đằng sau. Zini là gì các bạn? Cuối cùng ạ. Cuối cùng. Thế tại sao không phải là cuối cùng thì đội nào sẽ chiến thắng đây? Bởi vì cái từ Zini này nó chỉ đi với những cái đã hoàn thành rồi nhá. Chứ không đi với lại những cái trong tương lai. Loại này. Masaka. Masaka là không đời nào đúng không? Không bao giờ. Nó đi với lại những cái phủ định như là To Omohanai đúng không? To Ienai. Đấy. Doyara đi với cái gì? Soda. Soda. Doyara đi với Soda hoặc là Yoda. Đúng rồi. Rashi nhá. Nó dùng để diễn tả cái phán đoán, suy đoán. Như vậy đúng đây phải là 4. Câu 33. Kare wa oya no hantai. Kaisha o yametan datte mo shinai de mo kamawazu ni mukete ni kakawarazu. Đúng là Nhi bằng hay ichi? Bất chấp. Nhi bằng mo kamawazu. Đúng rồi, mo kamawazu có nghĩa là gì mọi người? Bất chấp. Anh ta thì bất chấp sự phản đối của bố mẹ đúng không? Nghe nói đã gì nhỉ? Đã bỏ công ty. Thế mo shinai de là gì mọi người? Đừng. Mo shinai de thường nó không phải là như vậy đâu nha các bạn nhá. Thường mo shinai de nó dùng cái kiểu với lại ve mask, sự bỏ mask. Ví dụ này. Kare wa đấy. Denki đấy. Denki mo
À đúng là nó phải động từ khác chứ. À, ví dụ này ca đệ qua. Shigoto mo shinai de. Anh ta ấy công việc thì cũng chẳng thèm làm, đúng không? Asonde bakari iru, đúng nhỉ? Ừ, chỉ toàn có chơi thôi. Đấy, nó đi với kiểu đó chứ không phải là đi với kiểu này. Nếu mà chúng ta dịch là cũng không thèm phản đối bố mẹ là không phải, nghĩa không đúng này. Nimukete là gì, còn hiểu không? Hướng tới. Hướng tới, đúng không? Hướng tới một cái sự kiện nào đó, không phải, đúng nhỉ? Nikakarazu. Không liên quan. Không gì nhỉ? Không liên quan. Sai. Câu 34. Endaka keiko ga tsuzuku yūnyūhin no ne no gì nhỉ? Nedan ga sagari takai mono ga yoku ureru you ni natta. Mấy nhỉ? 2. Không phải 2. 3. 3 đúng rồi. Chúng ta thấy là đằng trước là một động từ diễn tả sự biến đổi, đúng không? Là tsuzuku này tiếp diễn này. Về sau cũng là những cái động từ diễn tả biến đổi này. Đấy. Điều ni natta như vậy hợp lý nhất sẽ là ngữ pháp nitsurete. Ngữ pháp nitsurete mang nghĩa là gì các bạn? Cùng với. Đúng rồi. Cùng với gì đây? Cùng với cái việc, cái xu hướng mà tiền yên cao giá, một xu hướng trong mơ của chúng ta bây giờ, đúng không? Thì sao? Cùng với cái việc xu hướng tiền yên cao giá nó tiếp diễn, nó tiếp tục ấy, thì giá hàng nhập khẩu giảm, đúng nhỉ? Và những cái thứ mà đắt tiền ấy được bán chạy. Câu số 1. Nhân dịp ồn nhá mọi người. Hình như chỗ Hoàng à, đúng không? Hoàng tạm tắt cái mic đi nha Hoàng nhá. Hôm nay sao ồn thế? Hay. Rồi, một này, ni atatte là gì nhỉ? Khi gì? Ừ, không phải dùng trong kiểu này đúng không? Dùng trong những trường hợp ít xảy ra và trang trọng. Những cái điều tích cực. Nishite wa là gì mọi người? So với, đúng rồi. So với cái đằng trước thì cái điều đằng sau là cái điều ngược lại. Nitsuki. Nitsuki là gì nhỉ? Có mà nghĩa là với mỗi, đúng không? Hoặc là vì, đúng nhỉ? Vì một trạng thái nhá. Đây không phải quan hệ nhân quả nên là loại. Câu 35. Kono mondai nagai aida giron ga tsuzuite imasu. O megutte o komete o toshite wa o hajime toshite. Đúng là mấy? Một bằng. Là gì nhỉ? Xoay quanh, đúng không? Xoay quanh cái vấn đề này á thì cái gì nhỉ? Cái bàn luận, đúng không? Cái tranh luận, cái bàn luận ở trong một thời gian dài nó đang tiếp diễn, đúng không? Nanya ni okomete là gì mọi người nhớ không? Bao gồm. Không phải bao gồm. Fukumete mới là bao gồm. Komete là chất chứa, đúng không? Dồn vào, dồn nén. Đấy. Sẽ dễ hiểu ý của ca sĩ Ngọc Hoa rồi. Đấy là gì nhỉ? Mang nghĩa là bao gồm tình cảm vào đấy gì, đúng không? Nó đi với lại những từ như là kokoro, kimochi, kanjo, đúng không nhỉ? Kansha nhá. Làm gì với tình cảm này? Chẳng hạn như là hoa chào á kimochi o komete anh sensei ni utatte Ageta. Utatte sashi ageta mới đúng, đúng nhỉ? Nào câu 3, toshite là gì các bạn? Thông qua, đúng rồi, thông qua hoặc là quanh, đúng không? Suốt một năm hoặc là thông qua ai đó. Loại này. Nani nani o hajime toshite là gì đấy? Trước hết là. Tiêu biểu là, ví dụ như là watashi no kurasu ni wa kue kashu o hajime toshite iroro na yume na kashu ga iru, đúng không? Câu số 36. Amari renshu shinakata umaku speech dekita là gì nhỉ? Đáp án mấy đây? Đáp án 1 đó hả? Đúng không? Về trước là gì đây? Về trước là không luyện tập mấy, đúng không? Về sau lại là thuyết trình tốt, đúng không? Vậy thì là ngược nhau thì không thể là CD được. CD là tại vì thì nó phải là không tốt. Dake ni chính vì cũng sẽ là phải là không tốt. Dake ate quả đúng là có khác, nó phải đi một câu diễn. Đằng trước là phải là một cái điều tốt, đúng không? Quả đúng là luyện tập có khác, chứ không ai là quả đúng là không luyện tập có khác, đúng không nhỉ? Như vậy đúng đây phải là 4, wari ni ạ. Mang nghĩa là gì mọi người? So với ạ. Đúng rồi. So với cái việc không có luyện tập mấy thì lại thuyết trình rất là hay, rất là tốt, đúng không? Rồi. Tiếp theo này, câu 37 nhá. Ashita hitori de kikoku surun datte
Này, ngày mai nghe nói là cậu về nước một mình à? Nani shujin to issho ni kaerita katta n dakedo yasumi ga torena katta no. Là gì đấy nhá? Tớ cũng muốn về cùng với chồng tớ, thế nhưng mà anh ta không xin nghỉ được. Dekiru mono nara dekita toshite mo, dekiru mono dakara wa dekita naraba. Đúng là mấy? Một ạ. Một, đúng rồi. Tại sao lại là một? Rự mono nara tai. Câu ước ạ. Đúng rồi, câu ước. Nếu có thể, đúng không? Mono nara cộng với khả năng phía trước là nếu có thể, đúng không nhỉ? Nếu có thể thì gì đấy? Thì tớ muốn về cùng với chồng, đúng nhỉ? Nhưng mà điều này không được, đúng không nhỉ? Thêm hai, toshite mo là gì? Toshite mo là cho dù, mặc dù, đúng không nhỉ? Mặc dù là sai nhá. Monodakara là gì mọi người nhớ? Bởi vì đúng rồi, lý do lý lẽ biện bạch phân trần, đúng không nhỉ? Ví dụ như là basu ga okureta monodakara, đấy, kaigi no jikan ni mani awanakatta chẳng hạn. Dekita naraba là gì? Nếu mà đúng rồi. Naraba chính là cái dạng văn nói của nara thôi. Như vậy đúng ở đây sẽ là một. Câu số 38. Shushoku no menset mite ni tsuite daigaku. Nào, mấy đây mọi người? 4 ạ. Tại sao lại là 4? Tại vì là 4. Thông qua trường học ạ, trường đại học. À, trước hết là chúng ta loại đáp án đã đúng không? À, chúng ta hiểu rằng ấy, ở đây là gì nhỉ? Nhận được liên lạc trường đại học là trung gian đúng không mọi người? Vậy thì trường đại học là trung gian sẽ loại được mấy với mấy? 1 với 3. Đúng rồi, chúng ta sẽ loại được hả? 1 với 3. Vâng ạ. Phải loại được cái karashite đã chứ đúng không? Thực ra loại được hết. Loại được karashite nhá, bởi vì không phải. Với lại ngữ pháp phải là ni toshite không? Không. Không, mà phải là o toshite, đúng rồi, loại này. Đấy, như vậy đúng đây là 4. Tôi gì đây nhỉ? Về cái lịch trình của buổi phỏng vấn việc làm ấy thì gì đây, cái liên lạc đúng nhở, nó đến thông qua trường đại học. Karashite các bạn còn nhớ nghĩa là gì không? Một khi đã thì phải, đấy là kara nhiều ạ nhá. Karashite không phải, ví dụ như là tuần sau koe karashite. Nào, có nhớ về sau nó sẽ đi kiểu gì không? Ngay từ đúng rồi, karashite nghĩa là ngay từ. Nhưng mà đằng sau nó là những cái đánh giá tích cực hay tiêu cực? Tiêu cực. Đúng không nhỉ? Đấy. Cho nên sensei nói không dở cỡ, nói dở câu, bởi vì là câu sensei nói là sai nên là không thể nói đúng, nó không thể nói như vậy được. Ví dụ như là Anohito wa name karashite, đúng nhỉ? Kowaso. Đấy. Người kia ngay từ cái tên ấy đã thấy sợ sợ rồi. Câu 39. Shike no junbi wa hayaku hajimeru ni tsui nai toyu mono demo nai ni ko shita koto wa nai wa ni hoka nara nai. Đúng là mấy nhỉ? Ba. Đúng rồi. Ni ko shita koto wa nai là gì mọi người? Là tốt nhất ạ. Đúng rồi, là tốt nhất. Điều này là điều không bắt buộc nhá, nhưng mà cái điều kiện lý tưởng ấy tốt nhất là nên vậy. Cái việc chuẩn bị cho bài thi, cho kỳ thi ấy, đúng không nhỉ? Tốt nhất là chúng ta nên chuẩn bị từ sớm ạ. Chuẩn bị từ sớm, bắt đầu từ sớm. Ni tsui nai là gì còn nhớ không? Chắc chắn, đúng rồi, là dạng trang trọng hơn, cứng hơn của ni gì đấy, nichigai nai, cứng hơn nichigai nai nhá. Toyu mono demo nai còn nhớ là gì không? Cũng không. Không phải cũng không. Toyu mono demo nai, ví dụ câu này này, gambare ba seiko dekiru toyu mono demo nai. Cũng chưa chắc ạ. Chưa chắc, đúng rồi, cũng chưa chắc, cũng chưa hẳn. Demo, đúng nhỉ? Gambaranakereba zettai seiko dekinai. Nihoka naranai là gì? Không còn cách nào khác. Không phải không còn cách nào khác. Chính là mà. Đây là chính là nhá. Còn không còn cách nào khác nó là gì các bạn? Nó là hokanai. Nó là hokanai, đúng chưa? Đấy, hoặc là gì nhỉ? Shikataganai. Còn cái này là chính là, ví dụ như là kono kuni o, đúng nhỉ? Ninau no wa kimitachi ni hoka naranai. Loại. Tiếp theo câu số 40. Kasuido koji chu go fuben o okake itashimasu ga dou ka go rikai yoroshiku onegai moshiagemasu.
Trong lúc mà thi công đường ống nước ngầm ấy, đúng nhỉ? Thì chúng tôi sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Thế nhưng mà mong nhận được sự thấu hiểu, đúng không? Vậy thì phải là 2 ạ. 2, đúng rồi. Chúng ta sẽ lại 1, bởi vì sao các bạn? Itashitaku nó là gì đây? Mình làm thêm nhiều người. Nó là mình làm, đúng rồi. Nó thêm nhiều ngữ loại nhá. Itadakitaku, mặc dù động từ itadakita ấy, nó là gì? Nó là khiêm nhường ngữ của morau. Thế nhưng mà khi nó ghép thành một cụm ấy, gorikai itadakita, thì nó gì đây? Nó là mình nhận cái việc thấu hiểu. Thì việc thấu hiểu của người ta, đúng chưa? Là tôn kính ngữ, đúng rồi. Đúng là 2. Sashiageitai, sashiageru thì không dùng với lại cái kiểu này. Đấy, chúng ta chỉ có te sashiageru thôi. Như nãy Jay vừa nói, dùng khi mà chúng ta làm gì cho người trên. Moshiageitai, các bạn có nhớ là gì không? Động từ moshiageru là moshiageru bình thường là khiêm nhường ngữ của nói, nhưng mà khi mà nó ghép với động từ khác ấy, ô nhá, hoặc là go, mà đằng sau là động từ này cộng với lại moshiageru ấy, thì người làm v là mình nhá các bạn nhá. Ví dụ các mọi người nhìn câu này này, onegai moshiagemasu này, đấy, câu này nó không phải là tôi không phải là tôi nói ra cái lời nhờ vả đâu, mà là tôi nhờ đấy, thì hành động này hành động nhờ của mình. Chứ nếu mà đây chọn là 4 ấy thì lại là mình là người thấu hiểu là sai, đúng không? Phải là đối phương. Như vậy đúng đây phải là 2. Câu 4. Ơi. Trong cái đây là thương của mình câu. Ơi cái gì? Trong đây là thương của mình câu phải nhựa. Trong đề thường có 1 câu. 1 câu. Ừ. Thường có 1, tối đa là 2 câu. Câu số 41 này. You can zuibun nayanda ga daigaku ni haete honto ni yokatta to omotte iru. Nào. Về trước là gì nhỉ? Tham dự kỳ thi đúng không? Đấy, về sau là tôi đang trăn trở rất là nhiều. Thế nhưng mà tôi nghĩ là gì đây nhỉ? Vào được trường đại học thì thật là tốt. Mấy các bạn? 3. 2 ạ. 3 không phải. Mà chúng ta cùng xem nhá, ví dụ 1 nhá. Suru toyuka, shinai toyuka, mọi người có nhớ toyuka mà nghĩa là gì không? Hát được. Nói là cái này thì cũng được. Nói là cái này thì cũng được, nói là cái kia thì cũng được, đúng không? Ví dụ như là ano sensei wa ani toyuka sensei toyuka, đúng nhỉ? Shiyo ka shimai ka là gì? Làm hay không làm? Làm hay không làm, đúng rồi. Làm hay không làm, hợp nghĩa đúng không? Tôi đang gì đấy? Tôi đang băn khoăn, tôi đang phân vân là không biết có nên thi hay không. Đấy. Đây là trong bài tập thôi, chứ còn các bạn là sẽ phải thi chứ không phải là băn khoăn nữa nhá. Câu số 3 là gì nhỉ? Suru ni shite mo, shinai ni shite mo là gì mọi người? Dù có làm hay không thì điều đằng sau nó sẽ giống nhau, nó không dùng cho một cái trường hợp như kiểu như thế này, đúng không nhỉ? Ví dụ nhá. You can suru ni shite mo, shinai ni shite mo, đúng nhỉ? Majime ni benkyou shite kudasai. Dù có thi hay không thi thì hãy học cẩn thận tử tế, chứ không phải là đi với lại một cái hành động đã xảy ra trong quá khứ này. Câu 4, shita yara, shinakata yara, mọi người nghe yara yara là gì không? Nào là đúng rồi, liệt kê, bởi vì có quá nhiều thứ, đúng nhỉ? Loại không hợp lý. Đúng phải là 2. Tiếp theo câu 42. Seto nói như sau, sensei, shukudai wa kore dake de shou ka? Đây người học sinh sẽ xem luôn tìm kiếm cái này. Sensei, bài tập chỉ có ngần này thôi hả? Sensei nói là shukudai wa gì đấy? Shikkari oboeru koto ga taisetsu da yo. Nào, về sau là gì? Về sau là cái việc quan trọng là gì đấy? Điều quan trọng là phải nhớ một cách cẩn thận, đúng không? Vậy thì đúng là mấy? Có ngữ pháp mono one night không các bạn? Hả? Có ngữ pháp mono one night không? Không. Không có ngữ pháp mono one night nhá. Ừ. Còn nếu mà kiểu dịch cứ mono thành là cái thứ ấy, không có cái thứ gọi là như này thì không có cái kiểu này, không có ngữ pháp này loại này. Ba. Tương tự cũng không có đáp án số 2, đúng không? Số 3 là gì đây? Số 3 là yareba i toyu mono de wa nai. Đây, toyu mono de wa nai chính là trong họ cái ngữ pháp toyu mono de mo nai đấy. Là gì nhỉ? Không hẳn là. Thầy nói câu này có nghĩa là gì đây? Không hẳn là không phải là bài tập ấy, đúng không? Chỉ gì đây? Làm là được, chỉ làm là xong, mà phải nhớ cẩn thận, nhớ kỹ, đúng không nhỉ? Như vậy là chúng ta phải chọn 3. Câu 4 là gì? Câu 4 là không có tối ưu đâu. Câu 4 là yanakute mo i mono de wa naku là gì nhỉ?
không phải là không phải là cái thứ, đúng không? Nó không có tối ưu nhé, phải có tối ưu mới mang nghĩa là không hẳn là, không phải là cái thứ, không làm cũng được, vớ vẩn đúng không nhỉ? Nghĩa linh tinh, loại. Đáp án đúng là 3. Rồi tiếp theo, phần dấu sao, nào các bạn xếp dấu sao lên C nào, 43 nào. Hoàng này 4132, Phương 4132, Trang 4132, Huyền 4123, Lương 4132, Liễu 4132, Hoa 3412. Hono chisana nani nani natte shimatta kikake ni o kichi, quên mất từ này. Doko? O gì nhỉ? Sawagi à? O sawagi ni kurasu chu ga uso. Rồi đây mọi người thấy nhá, đằng sau cái chisana sẽ cần một cái gì các bạn? Danh từ à? Ừ, sẽ cần một danh từ đúng không nhỉ? Vậy ở đây có mấy cái danh từ? Hai đó mọi người ạ, bốn cái. Cái kikake cũng là danh từ đấy, nó là nguyên nhân nguyên cớ nhá. Kikake nhỉ? Nó cũng là danh từ đấy. Nhưng mà trước kikake phải là ối ạ. Ơi, sao? Nhưng mà trước là kikake phải là ối ạ, thì không thể gắn được. Nhưng mà CC đang hỏi mọi người là cái khả năng cơ mà, đúng không? Khả năng thì tất cả những cái này đều có thể, đúng không nhỉ? Ừ. Nhưng mà bởi vì ấy, nó có gì? Nó có kikake và có trợ từ ố. Vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải có mấy trước mấy? Chúng ta phải có bốn, đúng không? Ừ. Là ư số này. Trước một là kikake ni, đúng không? Tiếp theo các bạn thấy nhá, ở đây có gì? Có kurasu chu ga, đúng không nhỉ? Nào, vậy thì đằng sau trợ từ ga này ấy, nó sẽ phải là một cái gì các bạn? Nó sẽ phải là một cái động từ, đúng không? Mà đi với gì? Mà đi với lại trợ từ ga được. Ờ, nó sẽ làm chủ ngữ đấy. Vậy thì đây chúng ta sẽ phải xếp mấy đây? Ba. Ba. Đúng rồi, ba. Kurasu chu, đúng không? Đó, hai hợp lý và hai là ô sawagi, đúng nhỉ? Nào dịch cho câu này nào, Phương nào. Câu này là chỉ là một cái lời nói dối nhỏ nhưng mà ở trong lớp thì nó đã thành gì nhỉ? Thì tụi em ra chỗ này nói nhỉ? Chỉ là một cái lời nói dối nhỏ nhưng mà nhân cơ hội đó thì trong lớp đã dấy lên những cái xì xào lớn ạ. Không phải là nhân cơ hội đó, dịch là nhân cơ hội đó thì nó lại không đúng với nghĩa này, đúng không nhỉ? Một lời nói dối nhỏ thôi, đúng không? Nhưng nó là cái cớ, nó là cái nguyên nhân khiến cho cả lớp loạn xì ngậu, đúng không nhỉ? Đấy. Ba nhá. Câu 44 nào. Có 44 trang 4123 này. Thùy 3124, Huyền 4123, Tuấn 4123, Lương 4123, Hoàng 4123, Liễu 4312. Câu 44. Kino kaisha no party de Yamada san ga utatta yo. Hontō ni jōzu datta. Hôm qua ở trong buổi tiệc công ty ấy thì Yamada nó hát đấy. Hát hay lắm. Uta no gì đấy, monogatari ni kakete wa kaisha no naka de kare no migi ni deru umasa. Ở đây chắc chắn mọi người thấy có cái ni kakete wa, đằng trước nó sẽ là phải là gì mọi người? Umasa, danh từ. Đằng trước nó phải là danh từ, đúng rồi, và là danh từ diễn tả điều gì mọi người? Cái sự giỏi, kỹ năng, đúng không? Diễn tả kỹ năng, kỹ xảo, đúng không? Vậy ở đây chỉ có cái số mấy nhỉ? Số 4, đúng không? Là umasa này diễn tả cái độ giỏi, độ hay này. Tiếp nhá, chúng ta thấy có gì nhỉ? Chúng ta có monogatari, không có cái thứ. Vậy đằng trước cái từ mono nó phải là cái gì?
nó phải là một cái gì đấy bổ nghĩa cho nó đúng không? Hay. Ừ. Bổ nghĩa cho nó có sẽ phải là thẻ thường đúng nhỉ? Như vậy là phải xếp là mấy? Ba. Ba. Đúng rồi, ba là Kareno Migini. Migini đây đều. Vậy thì chúng ta còn thằng hai sẽ xếp ở giữa. Đâu? Ừ. Ở trước ba. Ở trước ba đúng rồi, bởi vì là Umasa phải đi là danh từ phải đi về đằng sau Utano đúng nhỉ? Như vậy đây sẽ là hai. Kaisha no nakade. Nó dịch cho anh xem câu này nó liễu sang nào. Về sau thôi nhá, về sau thôi. Vâng. Nếu nói về cái độ hát hay thì ở trong công ty không có ai không có ai giỏi hơn anh ấy ạ. Không có ai sánh bằng đúng không nhỉ? Đừng dịch là không có ai xuất hiện ở bên phải anh ta đúng không nhỉ? Người ta sẽ không hiểu. Chúng ta hiểu là không có ai sánh bằng anh ta, không có ai có thể gọi là đứng ngang hàng bằng vai phải lứa với anh ta trong cái lĩnh vực đó. Như vậy là 41 và 23 các bạn khoanh đáp án 2. Nhi bằng. Tiếp theo nhá, câu số 3. Câu 45. Câu 45 liễu là 4231, Trang là 4231, Hoàng 4231, Phương 4231, Thùy 4231, Huyền 4231, Lương 4231. Mọi người đều chọn giống nhau câu 45. Inshu unte no toarete iru mana ga ni tsurete driver no jiko ga fueru. Nào chúng ta thấy này. Động từ thôi được chia dạng bị động, vậy đằng trước nó phải là cái gì các bạn? Đằng trước nó phải là cái gì? Trợ từ gì? Gá. Đúng rồi, trợ từ gá, chính xác. Bình thường sẽ là ố thôi đúng không, hỏi ai đó, nhưng mà ở đây là thẻ bị động đấy, thì nó sẽ biến thành trợ từ gá. Như vậy là xếp được mấy ở trước nó? Một ạ. Chúng ta xếp được một trước nó, đúng rồi. Mana gá, đúng chưa? Tiếp theo nhá, chúng ta thấy có ngữ pháp nitsurete sẽ đi với thẻ gì mọi người? Thẻ thường. Đi với thẻ thường, đúng rồi. Vậy thì nó phải đi với mấy? 4 ạ. Đúng rồi, 4, đúng không? Là 4 này. Jiko ga nitsurete. Xong là 2, đúng không? Nitsurete. Đấy. Vậy thì chúng ta nào còn thằng số 3 là doraiba no, đúng không? Nó sẽ ở đâu? Nó sẽ ở đầu tiên này hay là ở trước một? Trong một ạ. Đúng rồi, trước một hợp lý, còn cho lên đây sẽ không hợp lý đúng không nhỉ? Nghĩa là sai. Không thể dịch là nếu mà cho ba trước cái này ấy, thì nó nghĩa là cái tai nạn của người tài xế lái xe uống rượu không đúng. Như vậy đây sẽ phải là số 3. Driver no. Thùy dịch cho câu này nào. Dạ. Cùng với cái việc mà cùng với sự tăng lên, cùng với cái sự tăng lên của những cái sự cố mà do uống rượu mà lái xe gây ra thì là đô đại bà là cái tay lái á, phải không? Xin dạ. Dạ. Đô đại bà là intensive. Người lái xe à? Mana tác phong của người lái xe. Cái tác phong đúng không? Tác phong của người lái xe. Cái gì đấy, cái quy tắc đúng nhỉ? Lái xe của người lái xe ấy cũng được. Cũng được. Hỏi à? Được cũng hỏi, đi đúng hỏi. Rồi. Cũng được được yêu cầu đấy. Câu số 46 này. Mọi người comment câu 46 nhá. Câu 46, Thùy Trang 4213, Ngọc Hoa 4213, Liễu 4213, Phương 4213, Hoàng 4213,
Tuấn 4213, Huyền, Lương và Thùy đều 4213 hết. Chúng ta cùng xem câu 46. Otona ni wa mono wa takusan aru. Koromo ni totte wa dogu demo kiken na anzen na. Câu này thực ra chúng ta sẽ dịch nghĩa đúng không mọi người? Đó là gì đấy? Những cái cho dù những cái đồ vật dụng mà ăn tắm người lớn nhưng mà đối với trẻ con thì rất là nguy hiểm ạ. À, có rất nhiều đồ nguy hiểm ạ. Ừ, đúng rồi. Như vậy là gì nhỉ? Otona ni wa là an toàn với người lớn đúng không nhỉ? Như vậy bốn sẽ là gì đấy? Anzena. Đấy, tiếp theo là dogu demo. Đúng rồi, hai. Dogu demo. Tiếp theo. Kodomo ni totte. Kodomo ni totte wa kiken na. Và kiken na. Đúng rồi, kiken na. Thế có thể đổi ngược lại không? Đổi ngược lại cái kiken và anzen lại không? Có những thứ mà an toàn với trẻ con nhưng nguy hiểm với người lớn. Không có. Nghĩa không hợp lý ạ. Thực ra là mình chắc là chưa tìm ra cái thứ đấy thôi đúng không? Nói chung là trường hợp cực đoan thì không tính đúng không nhỉ? Còn nghĩa phổ thông là sẽ phải là 4213. Mà kể cả có là vậy thì chúng ta vẫn chọn đúng là mấy? Là 1 đấy. Người ta chắc là người ta cũng tính cả đấy đúng không nhỉ? Cho ai gọi là nghĩ khác khác đi một chút thì vẫn được điểm câu này. 4213 nhé, đáp án 1. Câu 47 này. Câu 47 mọi người xếp như sau. Thấy khác khác nhau rồi này. Thùy Trang 2314. Phương 2314. Ngọc Thùy 3214. Tuấn 3214. Huyền 2314. Hoa 2413. Hoàng 3214. Rồi chúng ta cùng xem. Kono restaurant wa nanya ni to hiyoban da. Dake atte shūjin ga sakana ya ga eigyō shite iru. Sakana ryōri ga oishi. Nào các bạn thấy nhá. Ở đây có cái ngữ pháp dake atte. Đứng trước dake atte sẽ là gì đây mọi người? Đứng trước dake atte là thẻ thường đúng không? Đứng trước là thẻ thường, không phải chỉ mỗi động từ đâu. Có thể là tính từ cũng được. Vậy thì có thể là 3 với 4 có thể hợp lý. Nhưng mà vấn đề ấy, chúng ta lại thấy đây là có từ tohiobanda. Người ta đánh giá là, vậy thì nó phải là một câu đánh giá đúng không? Vậy câu đánh giá nó phải là mấy? 4. Đúng rồi, nó phải là 4. 4 sẽ đứng trước đây nhá. Đấy. Là sakana ryōri ga oishi này, đánh giá là món cá ngon. Vậy thì chúng ta phải có mấy? Chúng ta phải có một ở đằng sau 3 đúng không? Ừ. 3 là sakana ya ga eigyō shiteru. Một đa kê a tê. Vậy thì còn shūjin ga sẽ cho vào đâu? Cho ở đầu ạ. Đương nhiên phải cho ở đầu đúng không? Đúng rồi, hai nhá. Shūjin ga bởi vì là cái eigyō ấy nó đang thiếu cái gì nhỉ? Nó đang thiếu nó đang thiếu cái gì đấy? Chủ ngữ ạ. Hay là xin sẽ đánh sai trợ này, có khi trợ từ ố nhỉ? Xin đánh sai đấy. Đây phải là ố mới đúng nhá mọi người nhá, không phải là giá đâu. Câu này là gì? Xin mời Tuyền dịch cho câu này nào. Đó, Tuyền đâu rồi? Xin mời Quế sàng nào câu này nào, dịch cho câu 47 nhá. Cái nhà hàng này quả đúng là cái người người chủ đang làm nghề nghề như kiểu là làm cửa hàng cá đúng không? Đúng rồi, đang kinh doanh đúng không? Đang kinh doanh cửa hàng cá. Đang kinh doanh cửa hàng cá nên được đánh giá là món ăn về cá rất ngon ạ. Đúng rồi. Đáp án đúng là 1 này. Tiếp theo chúng ta sang bài
Thì thông tin, à nhầm. Lạ trình gạo rồi. Gì nhỉ? Đây là bài gì đục các bạn? Lỗ. Đục lỗ. Bài đục. Rồi thêm xin thêm mời Thoa nào. A à, mời Hoa nào. Đoạn này nhá. Nhìn. Cô nhìn. Phu nhìn. Phu nhìn ste ikkagetsu iroiro te tezuki ga sumanai. Phu nhìn là chuyển công tác. Đi một nơi nào đấy để nhận một chức vụ nào đó. Tôi là chuyển từ khi chuyển công tác một tháng thì có nhiều các thủ tục khác nhau. Funin shite ikagetsu này có nghĩa là gì? Một tháng đúng không? Một tháng đúng rồi. Một tháng sau khi tôi chuyển công tác này, một tháng sau khi tôi đi nhận nhiệm vụ mới thì gì đây nhỉ? Còn rất là nhiều thủ tục mãi nó vẫn chưa hoàn thành. Đúng rồi. Chưa xong. Tiếp nào. Nihon o nekoku suru ni shukoku suru ni shukan mae Brazil no kensatsu kara totsuzen hanzai shoukousho o motomerareta. Trước hai tuần khi đến Nhật. Ai bảo đến Nhật? Sao lại đến Nhật? Sự quốc cự mà. Hai tuần trước khi rời Nhật Bản. Đúng rồi, rời Nhật nhá. Trước hai tuần thì, cái ngày mà tôi rời Nhật ấy, thì đột nhiên từ cảnh sát Brazil. Cái gì? Cảnh sát gì? Cảnh sát của Brazil. Đúng rồi, Brazil. Thế nên nghe thấy riu riu gì ở đây? Em đọc tiếng Anh đấy. À thế thì sẽ chưa học cái từ tiếng Anh này. Đột nhiên gì nhỉ? Từ cảnh sát Brazil đã bị hỏi giấy tờ giấy tờ phạm tội. Giấy tờ chứng minh không phạm tội. Chứng minh không phạm tội. Giấy tờ phạm tội. Bắt luôn à. Hoa có giấy tờ phạm tội không? Có phải giấy tờ phạm tội không mọi người? Không, giấy tờ không phạm tội. Không giấy phạm tờ tội. Chứng minh, giấy chứng nhận làm sao mọi người? Giấy chứng nhận không phạm tội nhá. Không phải là tờ giấy phạm tội hay là giấy tờ phạm tội đúng không? Nào 48 em điền từ nào? Em điền từ số 1. Tại sao lại điền từ số 1? Tại vì cho em coi đáp án. Ai bảo đáp án lên để là số 1 hả? Bị bắt. Không đúng. Bị bắt. Bị bắt mọi người, xem. Mọi người phải nhìn cái đằng sau ấy, đúng không? Đằng sau nó là dồ đúng không nhỉ? Là cái yêu cầu của người khác bắt chúng ta làm gì, đúng chưa? Thì chỉ có mấy đúng đấy. Chỉ 4 đúng thôi. Có biết tại sao 4 đúng không? Tại vì đằng sau nó có bộ tô mê đúng rồi, đằng sau nó có yo rồi, yo. Cái thực ra cái cụm yo yoi suru yo ấy nó chính là gì mọi người biết không? Yoi suru đi. Xin lỗi. Yoi shite nhá. Kudasai to motomerareta. Đây nó bằng cái câu này này. Hãy chuẩn bị đi. Đấy. Cho nên là đúng chúng ta phải là 4. Còn ấy, nếu như mà muốn chọn một là tôi bị họ bắt nhá, thì lại là cách viết khác không có yo này nữa. Đây. Cái câu đấy là câu này đúng chưa? Đây chúng ta xem lại này, câu 48 nhá. Nếu như mà là câu 48 á, thì chúng ta sẽ phải là như thế này này. Gì nhờ? Động từ là gì mọi người? Yoi đúng không? Ừ. Yoi sase dareta. Đây, chỉ có mỗi như này thôi em ạ.
là tôi bị, đúng không nhỉ? Tôi bị cảnh sát Brazil bắt chuẩn bị cái này thì ok, nhưng có yo đằng sau và có motomerarita đằng sau thì không thể đi với cái kiểu này được, nên là chúng ta sẽ không thể chọn nó được nhá. Chúng ta chỉ dùng dạng động từ bình thường là động từ yoisuru cộng với yo thì nó bằng nghĩa là yoishite kudasai, và đằng sau là một động từ diễn tả cái điều yêu cầu đấy. Đấy, tôi bị yêu cầu là hãy chuẩn bị, nên là đúng phải là 4. Tương tự như 2 hay là 3 cũng không hợp lý, thẻ sai khiến hay thẻ bị động trong trường này loại. Rồi tiếp theo, bạn Hoa là một bạn mang cho đến xin xế rất nhiều tiếng cười bổ dưỡng, làm suốt tan mệt mỏi. Rồi tiếp theo đoạn còn lại của cái đoạn đầu tiên, xin xin mời bạn, xin xin mời Lương nào. Sereni visa xin xế để提出して、あ、提出したのに、法律が変わり、さらに必要になったと繰り返す。Mặc dù là đã nộp cái tờ xin visa rồi ấy, vậy mà nộp tờ xin visa thì không phải là trợ từ đế được, nộp nó phải là trợ từ ố. Nộp đây là nộp cái gì? Nộp cái số. Nộp cái số. Số gì? Nộp tờ giấy có tội đúng không? Không có tội. Nộp bằng chứng tội phạm. Đây, đúng rồi, đây này. Mưa hăng dai số mê sổ nhá. Mặc dù tôi đã gì đây? Mặc dù tôi đã nộp cái tờ giấy chứng minh vô tội, đúng không nhỉ? Tại sao lại chờ từ đế biết không? Bằng ạ. Đúng rồi, qua cái hình thức là. Qua hình thức visa. Đúng không? Hoặc là qua cái dịp đấy là xin visa. Xin visa. Ấy vậy mà. Ấy vậy mà rất nhiều lần đã bị. Ấy vậy mà tôi cứ đi cái sự. Ấy vậy mà tôi bị người ta nói lặp đi lặp lại là. Lặp lại là. Luật làm sao đi? Luật đã thay đổi. Luật đã thay đổi rồi, đúng không? Sao ra nhỉ? Hiện giờ nhà ta và sẽ cần gì đây? Và cần thêm hơn nữa, đúng không? Có nghĩa tôi nộp rồi nhưng mà người ta đòi thêm nữa nhá. Người ta bảo là luật đổi rồi, bây giờ sẽ phải cần hơn nữa. Tiếp theo nào? Nihon no kisatsu ya gai mu sho wa Sōmeisho no sai hatsu sai hakko ni nikagetsu kakaru dou hontou ni komatta. Cái bộ gì đây của Nhật Bản nhỉ? Bộ ngoại giao. Sōmeisho là bộ gì? Bộ ngoại giao, đúng rồi. Bộ ngoại giao và cục cảnh sát của Nhật Bản ấy thì đã nói là cái giấy tờ cái làm lại giấy tờ thì mất khoảng tầm 2 tháng và thật sự là đã gặp khó khăn ạ. Bộ Ngoại giao và Cảnh sát Nhật đã nói là gì đây nhỉ? Để phát hành lại giấy chứng nhận đấy ấy, đúng không? Tái phát hành lại là cách nói sai nhá. Tái đã là lại rồi, chỉ là tái phát hành hoặc là phát hành lại, được chưa? Học Ánh CC thì các bạn còn biết được cả một ít tiếng cách Việt. Dùng tiếng Việt nữa. Mất 2 tháng đúng không nhỉ? Để gì đấy? Để phát hành lại cái giấy chứng nhận. Và tôi đã thực sự rất là gì đây nhỉ? Rất là gặp rắc rối, gặp khó khăn đúng không? Câu tiếp theo xin mời Phương nào. Hai. Brazil no ryōjikan demo kuwashii koto wa wakarazu ittan tesutsu shita soumesho o saisutsu suru koto ni shita. Sai tesutsu nhá. Sai tên xuất sự. Cái lãnh sự quán ở đến cả cái lãnh sự quán ở Brazil thì họ cũng không hiểu về chi tiết ạ. Đúng không? Đúng rồi, ngay tại lãnh sự quán ở Brazil ấy thì gì đây nhỉ? Thì nào, đây là họ không hiểu chi tiết hay là tôi không hiểu chi tiết? Ý nghĩa là họ không hiểu chi tiết ạ. Họ không hiểu chi tiết, đúng rồi. Và làm sao? Trả lại cái 49 phải điền đúng không? 49 phải điền nhá. Điền ạ.
Em dịch trước cái phần trước cái từ 49 nào, nó là gì nhỉ? Nó là cái bằng chứng ạ, cái bằng chứng đã nộp. Bằng chứng, giấy chứng nhận. À, cái giấy chứng nhận đã nộp. Đúng rồi, tôi đã nộp một lần đúng không? Itan đây là tạm thời hoặc là một lần giống Ichido. Cái giấy chứng nhận tôi đã nộp một lần này, về sau. Và nộp lại ạ. Konnichiwa, tôi quyết định nộp lại. Tôi quyết định nộp lại. Bây giờ xem nhá. Nào. Mấy? Em chọn 4 ạ. Tại sao lại là 4? Tại sao không phải là 1? Nghĩa là họ trả lại đúng không ạ? Họ trả lại cái giấy mà tôi đã nộp tạm thời ạ. Mà tôi đã nộp một lần ạ. Em dịch nghĩa. Dịch nghĩa hả? Họ trả lại tôi cái đó đúng không? Vâng ạ. Nếu là 1 thì sao? Toteyari là teyari là làm gì đấy cho gì? Làm gì đấy sai ạ? Làm gì đấy cho ai nhưng mà đối tượng đấy là gì á? Người dưới ạ. Đúng rồi, người dưới đúng nhỉ? Hoặc là gì nhỉ? Hoặc là động thực vật loại nhá. Thế 2 thì sao? Todokete kure. Tại sao không phải là họ gửi cái mà tôi đã nộp? Đúng chưa? Hai là họ gửi cái tôi đã nộp nhá. Cái 3 sai bởi vì sao? TAG là mình làm gì đúng nhỉ? Mình trao là sai. Nhưng vấn đề đây là 2 và 4. 2 là todokete kure, họ gửi cho tôi, và số 4 là tôi nhận được cái việc trả lại từ họ. Chắc là tại vì mình đã nộp một lần rồi cho nên là phải trả lại thì hợp lý hơn là họ gửi cho tôi ạ. Đúng rồi, đấy là một đúng nhỉ? Đấy là một cái lập luận chính xác. Cái thứ hai ấy là chúng ta thấy là gì đây nhỉ? Chúng ta thấy nhá, vế đằng sau có phải là hành động của người này không? Đúng chưa? Đúng không? Là người này nộp, đúng nhỉ? Người này quyết định. Vậy thì đằng trước nó cũng phải là gì nhỉ? Một cái động từ diễn tả hành động của người này, đúng chưa? Đây các bạn thấy là cái sự là người ta trả nhưng mà lại là cái shite morau là hành động là gì đây? Hành động này là nhận cái việc trả từ người ta là vật của mình, đúng rồi. Chứ còn hai ấy, tekure là người kia họ làm nhá. Nó bị mất cái sự mạch lạc trong câu. Đấy, nên là đúng đây phải là 4. Tôi gì đấy nhỉ? Tôi nhận được cái việc trả lại cái giấy chứng nhận mà tôi đã nộp một lần nên là tôi đã quyết định nộp lại. Câu 50 xin mời bạn cái phần còn lại của đoạn này xin mời bạn bạn Liễu nào. 50 Sanpao de kesatsu ni iku to sono sorui soro sorui. Sensei đừng di chuyển cho đấy, không nhìn rõ. Đâu có di chuyển đâu, nó cứ chạy. Sono sorui wa hitsujou nai kawari ni betsu no sorui o motomerareta. Câu 50 là câu phải điền. Tiếp theo là khi mà đi đến cái sở cảnh sát ở São Paulo ấy thì người ta lại nói là nhá, đây là thành phố São Paulo ở Brazil nhá. Thì người ta lại nói là cái giấy tờ đấy không cần thiết mà thay vào đấy bị yêu cầu một cái loại giấy tờ khác. Đúng rồi, câu 50 nó kiểu này thì nó sẽ là cái phải điền cái gì hả em? Liên từ. Đúng rồi, liên từ từ nối đúng nhỉ? Vậy thì muốn biết được câu liên từ từ nối chúng ta điền cái gì, chúng ta phải làm như nào? Dịch nghĩa. Dịch nghĩa câu trước sau đúng không? Xem quan hệ của hai vế này là gì. Đấy. Thì quan hệ hai vế trước sau là gì? Thuận ạ. Thuận á? Đối lập nghịch nhau. Là sao mà thuận được đúng không? Tôi quyết định làm sao đấy? Tôi quyết định là nộp lại. Đúng nhỉ? Đây họ lại nói là gì đấy? Họ không cần nữa. Đấy, họ bảo là không có cần nữa thì đấy là quan hệ đối nghịch. Vậy thế nhưng vậy phải làm mấy? Phải làm 1, tokoroga nhá. 2 là gì? Sokode là chính. 2 là sokode. Vì vậy. Là vì vậy, vì thế. Kono yoni là gì nhỉ? Như thế này. Như thế này thì được đưa ra để kết luận đúng không? 4 sono ueni là gì? Hơn nữa. Liệt kê những cái mang tính chất gì nhỉ? Giống nhau đúng không? Giống hoặc nhau, mở rộng. Sai. Như vậy đúng ở đây phải là đáp án 1 nhé. Tokoro de. Xin lỗi, tokoro ga. Tuy nhiên. Hai câu tiếp theo xin mời Trang nào. Cả đoạn tiếp theo đây đi. Bởi vì nãy bảo là em thà dịch chứ em không hát. Vâng. Shikuku no denwa kaisen no megi henko seishin shita. Tôi đã đăng ký. Đăng ký đổi tên của
cái đường dây liên lạc của chi cục ạ? Chữ Hán chi kiêu cự là chữ Hán là chi cục, nghĩa là chi nhánh nhá. À, chi nhánh ạ. Ừ, tôi đã gì nhỉ? Tôi đã đăng ký thay đổi tên đường dây của chi nhánh đúng không nhỉ? Rokkai sen no uchi henko dekita no wa hanbun dake. Nghĩa là trong 6 cái đường dây thì cái mà có thể đổi được thì chỉ có một nửa. Ừ. Nokori hanbun wa onaji shorui o teshutsu shita no ni tantousha ga chigatta tame mitomerare nakatta. Nghĩa là mặc dù một nửa cái phần còn lại thì mặc dù đã nộp cái giấy tờ giống nhau rồi, nhưng mà bởi vì cái người mà chi phụ trách thì khác nên là không được chấp nhận. Ừ, đúng rồi. Konna koto ga furikae sareru, và cái việc này thì nó cứ lặp đi lặp lại. Kuri không phải là kuri. Furikae sareru. Brazil jin no kaiketsu saku wa, nghĩa là cách giải quyết của người Brazil đâu. Đúng rồi. Câu tiếp theo xin mời Tuấn nào. Matsu un. Matsu wa un. Cái trước người kia là cái vận mệnh, cái số. Matsu wa un có nghĩa là gì ạ? Đầu tiên ấy, phải làm sao? Đầu tiên là may mắn đã, đầu tiên là cái số. Nhắm đến là ta mà to shite. To shite. Từ này hả? Từ này là gì? Từ này là đi đi về về đấy, đi đi lại lại này. Kajote. Kajote kawoto name o obo ite morae amigo yujin ni naru. Nếu mà không được vậy thì... Nếu mà không được đây có nghĩa là gì? Tại sao lại nếu nó không được? Nếu như không có may á. Đúng rồi, nếu không may nhá. Đây đằng trước nó bảo đầu tiên là may mắn đây. Thì đa mẹ nào nào nghĩa là nếu mà không may ấy, đúng không? Thì ok sẽ là như kiểu là nhớ cái khuôn mặt đi đi về về và cái tên nhận cái sự được kia nào. Nếu mà không được, nếu mà không may ấy thì sao? Thì Kayote thì kiểu là năng lui tới đúng không nhỉ? Thường xuyên đến vào để làm sao? Sự nhớ tên và nhớ đúng rồi, để được họ nhớ mặt và trở thành bạn bè. Nhớ mặt và nhớ tên. Có nghĩa là trở thành gì đây? Bạn bè. Trở thành bạn. Trở thành amigo là trở thành bạn, đúng rồi, trở thành bạn của họ. Rồi tiếp theo, xin mời Huyền nào, bạn còn lại nhé. Vâng ạ. Nhìn cô gô ra nô cái sát dự thề vô cái xếp dự cái xếp dự thề dự dự khi gà và tô vát ta cái thủ tục mà để mở tài khoản ngân hàng thì cuối cùng đã hoàn thành. Cô nô sư siêu càng hê chí tư hoa khô vô mai một chí cà giốt ta khoảng 2 tuần này thì hầu những ngày bình thường thì tôi đều lui tới. Đúng rồi, tôi để lui tới. Và tăng tốt sau Namae mô khao mô bố ete kureta. Người chịu trách nhiệm người chịu trách nhiệm khi đã nhớ mặt và nhớ tên tôi. Người phụ trách đúng không? Cũng đã nhớ mặt và nhớ tên tôi rồi. Kureta ke kazoe ba akum amigu ni mo. 51 phải điền. Vâng ạ. Cô này đã kê khá vô bà nghĩa là gì em nhỉ? Chỉ với cái điều này chỉ... Cà vô là đi tới đúng không? Đi tới. Nếu mà gì đây? Nếu mà tôi lui tới... Chỉ cần năng đi lui tới. Đúng rồi, chỉ cần tôi năng lui tới ấy. Amigo ni mộ nhá, 51 phải điền. Đến cả bạn. Năm mốt ba. Tại sao lại là ba? Tại không phải là 1, 2, 4? Hà dư thì vì cái điều này nó chưa có xảy ra cho nên là đúng rồi. Bởi vì điều này chưa có xảy ra đúng không? Đây là câu điều kiện mà đấy. Nên là chúng ta sẽ loại tất cả những cái mà dùng thể quá khứ là ta này đúng nhỉ? Thực ra thì một là quá khứ nhá. Đây cũng là quá khứ này.
và 4 là cũng là quá khứ đúng không? Chỉ có số 3 là thì hiện tại thôi. Như vậy đúng là số 3. Đấy. Nếu mà tôi năng lui tới ấy, thì có lẽ tôi cũng sẽ trở thành gì nhỉ? Trở thành bạn của họ. Cái kiểu tình trạng này này giống như kiểu là quen thân ai xong đi làm thủ tục hành chính giấy tờ ấy sẽ tiện lợi hơn kiểu vậy. Đấy. Thì chúng ta đã